động. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Chắc Đẳng, Thượng tọa Tiêu Biên, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ, chư Phật tử. Kính thưa quý vị, suốt trong ở trường bốn tương ưng ác ma thì chúng ta sẽ gặp các trường hợp mà chư thiên ma quấy nhiễu Đức Phật bằng cách này hay cách khác. Có đôi khi ác ma nói lên một cái bài kệ chống trái với lời dạy của Đức Phật. Có khi thì ác ma tạo ra một cái biến cố để làm cho muốn làm cho Đức Phật này kinh sợ. Như trường hợp bài kinh hôm nay, ác ma không nói một lời mà chỉ làm hình thức như vậy thôi. Và Đức Phật biết được thì Ngài đã đọc lên một bài kệ cho ác ma thấy rằng là Ngài đã thấy được nó, đã hiểu được nó. Cho nên ở đây chúng ta có ba điều mà chúng ta phải biết ở trong, dựa trên cái bài học này nha. Và cái này cũng là một sự gợi ý cho Thượng tọa Giảng Sư. Thứ nhất, là chúng sanh phàm phu lo sợ là vì còn phiền não. Ngược lại, cái bậc đại giác ngộ như Đức Phật thì tâm của Ngài trở nên vô úy, là không có cái sự lo sợ, không có sự kinh hãi khiếp đảm, bởi vì Ngài đã thấy pháp như thật. Một cái điều thứ hai là chúng ta phải hiểu rằng đối với các loài phi nhân, khi mà họ hiện ra hoặc họ nhập vào ai, họ quấy phá, thường ở trong kinh ghi chép đó, nếu mà chúng ta thuộc lòng những lời dạy của Đức Phật, những kệ ngôn, và chúng ta đọc những cái kệ ngôn đó, những lời dạy đó, cái loài phi dơ khi mở nghe thấy gì nó sẽ biến mất. Và thứ ba nữa là trước cái hiện trạng này, người Phật tử chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta có thể có cái sự dạng dĩ, có một cái sức mạnh nội tâm và chúng ta không có sợ các cái lời phi nhân. Thì đó là ba điểm mà chúng tôi xin gợi ý để Thượng tọa Giảng Sư có thể giảng giải trong bài học này. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho
chánh văn của bài kinh, thì sau đó xin cùng tỉnh thượng tọa Tề Quyền vị giảng sư hôm nay thuyết giảng Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy giá, và chúng con kính tri ân thượng tọa Đề Siêu đã giảng nhập bài học hôm nay. Con xin đọc chánh kinh Tâm Giải Thoát Bất Động. Kinh Đá Tảng Pa Sa Nhá Xuất Tăng, chương 4, Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ 2. Phần đông quan niệm sự sợ hãi đến từ ngoài giới. Phật Pháp dạy rõ, nếu nội tâm hoàn toàn giải thoát, thì cho dù bên ngoài có muôn ngàn đe dọa, hiểm nạn xảy ra, thì tâm vẫn an nhiên. Nội tâm càng thanh tịnh do tu tập, thì càng ít dao động do ngoại cảnh chi phối. Ma không hiểu sự thể này ở nơi Phật, nên muốn khiến Phật hoảng hốt. Lời nói ngắn gọn của Đức Phật cũng cho ma thấy là sự hù dọa như vậy là vô ích. Kinh văn: Thuở ấy Đức Thế Tôn Raja Gaha Vương Xá trên đỉnh Gichi Há Kuta Linh Thứ. Lúc đó, Đức Thế Tôn đang ngồi trong bóng đêm ngoài trời và trời đang nhỏ mưa từng hạt. Bây giờ, ác ma muốn khiến Đức Thế Tôn sợ hãi, hoảng hốt, kinh khiếp, đi đến xô đẩy những tảng đá rơi xuống cách Đức Thế Tôn không xa. Đức Thế Tôn nhận biết đây là ác ma, Ngài nói lên kệ ngôn: Dù ngươi gây địa chấn khắp cả Linh Thứu Sơn, Phật không chút dao động, bởi đã chánh giải thoát. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thề đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Xá chê pí kê quá lăng sắp tăng ghi chí há khu tăng trá lê xá xí. Cho dù người có làm chấn động Linh Thứ Sơn, Nê quá Samma quý mút ta năng bút tha năng ác thí in chi tàn tí, không có dao động ở Phật Đà vì đã chân chánh giải thoát. Thích nghĩa: Đỉnh Ghi Chí Há Khú Tá Linh Thứ là một đỉnh núi trên mồn rặng núi bao chung quanh Vương Xá. Trên đỉnh có một mỏm đá hình đầu con kênh kênh nên gọi là Linh Thứ Sơn. Ý nghĩa rất khác với chữ Linh Sơn theo cách hiểu ngày nay. Thượng tọa Giác Đặng diễn dịch và biên soạn giáo trình và kính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tự Quyền từ bi diện thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Và thưa đi chúng được nghe rõ không? Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Giác Đẳng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Trụy Trì, Đại Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Là chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo, Nhà Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, Nguyên Nhà Quy Lực Tam Bảo, Hoàng Giáo Hồ, Đấng Sư Tôn Đức Tăng, Quý Tôn Nữ cùng Chư Phật Tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là ở trong tương ưng bộ của chúng ta, phẩm mà tương ưng với ác ma, thì chúng ta sẽ được nghe và được biết rất nhiều về những gì mà liên quan đến, đặc biệt tức là quấy phá đến Đức Phật và ngay cả đến các hàng chúng thánh chúng đệ tử. Bởi vì ác ma chỉ là cái tâm phàm phu, cảnh giới của ác ma nó cũng có một cái thần lực của do nghiệp sanh của chính nó cũng có khả năng rất là lớn chứ không phải là không. Nhưng có thể nói rằng là
có thể hù dọa nhát đối với những người phàm phu. Phải nói là ngay cả nó có thể gây đến chết người mà. Chết cái hạng phàm phu mà thiếu cái sự an tịnh, hay là thiếu cái sự giới đức, hay hoặc là cái tâm tư của mình không có định tĩnh, thì dễ dàng ác ma nó quấy phá. Còn với người, ngay cả người có giới thanh tịnh, có tâm định tĩnh, hiểu biết được nghĩa lý của Phật Pháp, thì ác ma cũng khó có thể mà sâu đẩy được. Chứ hà huống chi là đến các bậc chư hiền thánh tăng, và đặc biệt là đến Đức Phật, thì điều này là điều không dễ dàng. Bởi vì ác ma không thể nào hiểu được tâm Phật. Bởi vì tâm của Phật tức là tâm của bậc đã tịnh lậu, của bậc mà đã giải thoát một cách hoàn toàn, của bậc tịnh đức, tịnh giả. Quy đức, trí đức, tịnh đức của chính Ngài đã thể hiện trong tam giới này một cách rõ ràng. Mà trong bài kinh, chúng ta nhớ là kinh Tăng Chi đó, trong phẩm một người, trong các cái lồi hai chân bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng, thì trong các hàng hai chân bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Ở đó một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian. Một con người phi thường ở đây cũng như là trên cả, hơn cả, vượt ngoài tam giới, không thể so sánh bằng. Dù ma vương Phạm Thiên, ngay cả Phạm ma vương thì cổ còn thấp, ngay cả Phạm Thiên cũng không thể so sánh bằng với Đức Phật về mọi việc, về mọi thứ, về tâm tư, về đức độ, không ai có thể so sánh bằng. Một vị trời Phạm Thiên, để mà gọi là Phạm Thiên, có bốn đức tính từ bi hỷ xả một cách cao cả như thế, mà còn không thể so sánh với cái bậc ngay cả thánh Tu Đà Hoàn, thánh sơ đạo thôi cũng cao cả hơn vị chư thiên, hơn vị Phạm Thiên ở cõi trời, ở cõi trời Phạm Thiên, dù cho là cõi trời Phạm Thiên sắc giới hay là vô sắc giới, một vị thánh Tu Đà Hoàn cũng đã là cao cả hơn, bởi vì đã lọt vào dòng thánh. Chứ đừng nói chi từng tầng thánh cho tới Đức Phật toàn giác, là Đức Phật của chúng ta đó, là bậc thầy cao cả của chúng ta, thì không thể nào mà ma có thể làm cái tâm của Ngài có thể dao động được. Nhưng gì? Ác ma, cái tánh của ma muôn đời là ma, cho nên muốn quậy, muốn phá, và nó là thích hay thử lửa, hay thích thử coi như là quậy phá tâm của Phật. Và nó luôn luôn với cái tâm mà tự mãn, tự cho rằng, nghĩ rằng ta sẽ làm hại được coi như là Sa Môn Cồ Đàm bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Thì chúng ta thấy nó hù dọa để lăn một tảng đá. Thật sự ra nó lăn một tảng đá, chúng ta không nghĩ rằng tảng đá bình thường đâu, một tảng đá thật sự là lớn, nó có thể dao động cả cái mặt đất, hay hoặc là nó có thể làm, nếu như chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải khiếp sợ, nếu tâm phàm phu phải sợ hãi, như là chúng ta sợ hãi với sóng thần như vậy đó. Nhưng điều mà với tâm của Phật thì Ngài làm sao mà sợ hãi. Cho nên khi Đức Phật Ngài mà kinh văn chúng ta vừa nghe đó, vào đêm, bóng đêm thôi, ngoài trời nó mưa nhỏ nhẹ từng hạt, nhưng ác ma muốn làm kinh động, làm cho Thế Tôn sợ hãi, mà cái nó coi như lô mà hàng sang, tức là lông tóc dựng ngược luôn. Chấp phí phát tăng phá văn chăm phí phát tăng lô mà hàng sang upa đề tu cà mồ, tức là làm cho Đức Phật Ngài kinh hãi, cho thấy ngay cả lông tóc phải dựng ngược. Tức là chúng ta biết là chúng ta có lúc chúng ta khiếp sợ mà nói rằng lông tóc dựng ngược, nhưng đồng hồ chúng ta cũng khiếp, tức là chân người luôn. Như là thí dụ chúng ta thấy mà chúng ta hiện tượng mà chúng ta nằm mà cứng ngắc, như là ma nó đè, chúng ta gọi là ma đè nó đó, là vậy đó. Thì sự thật ra ác ma với cái tâm tư muốn như vậy đó, như điều mà làm sao mà
có thể đụng đến một cái chút xíu gì đến cái thân của Phật, hay là đụng, hay là làm cho tâm của Ngài dao động, cái điều này không thể, không ai có thể làm cái điều đó. Bởi vì tâm của Ngài đã thanh tịnh mọi phiền não. Và đặc biệt tức là chúng ta thấy tại sao chúng ta kinh hãi, chúng ta sợ hãi. Bởi vì đe dọa cái mạng sống này, đe dọa cái tấm thân này, chúng ta bị thương hay là chúng ta chết. Đó là đối với cái sự tham sống mà sợ chết. Còn đối với các bậc thánh, đối với các ngài, cái chuyện sống chết tất cả là tùy duyên. Xả bóng thân này theo cái nghiệp duyên, tức là hữu dư y niết bàn, còn hiện tồn tại. Còn nếu như khi các ngài đã đến tuổi thọ thì các ngài chấm dứt. Đặc biệt đối với vị thánh không thể nào có một hiện tượng của chướng nghiệp mà nó có thể xuất hiện đối với ngài. Đây là một điều đặc biệt không thể cắt ngang đối với cái bậc toàn giác, không có chuyện đó trên cuộc đời này. Mà ngoài chúng ta chết một cách bất đắc kỳ tử hay một cái nạn tai gì mà quá lớn, không có. Mà đối với các ngài, nhìn thấy, xét thấy tuổi thọ cũng đã vừa phải, vừa đúng, vừa lúc, thuận theo lẽ vô thường mà Đức Phật ngài duyên tịch niết bàn. Đấy là điều đặc biệt chúng ta nhớ. Đối với các bậc toàn giác, các ngài không có, có như cái nghiệp, cái chướng nghiệp nó sanh trì, chướng nghiệp mà nó xuất hiện qua cho ta, cho ngài, cho những chúng sinh phàm phu hay các vị thánh cũng có thể có cái chướng nghiệp đó. Nhưng các ngài thì chướng nghiệp hay cái gì thì các ngài cũng đã chấm dứt phiền não rồi, thì cũng không có lo sợ. Nhưng ở đây chúng ta thấy, bởi vì cho nên dầu cho gây, có gây mà cứ gây mà cả mà cái chỗ hồi nãy chúng ta được nghe cái sự thích văn á, xét chê biết kê và lăng sắp bằng viết cho cù tăng cha lấy sạch tí. Nghe câu này chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cho dù có làm chấn động toàn bộ cái núi linh thú này, nê quá sâm ma vi bút ta năng bút tha năng a ti in chí tành tí, không có thể, không có thể mà lắc lư, không thể mà đẩy đưa, không thể dao động được tâm của Phật Đà. Vì ngài đã vi bút ta năng, đã giải thoát. Khi chúng ta đọc, chúng ta hiểu như vậy, người phàm phu thì sợ hãi. Mà khi sợ hãi như vậy, cho nên chúng ta gặp một cái cảnh hay gặp một cái sự hù dọa là chúng ta sợ rồi. Một cái lá mà nó xào xạc khi chúng ta đi trong đêm, chúng ta cũng giật mình. Hay một cái bóng thoáng thoáng xa xa, bóng trắng, bóng vàng, bóng đen gì đó làm cho ta cũng kinh hãi. Nhưng điều mà nếu như chúng ta có một cái tâm tịnh, tịnh tâm một chút xíu thì chúng ta không có sợ. Người mà sợ ma, tại sao sợ ma? Tại vì đúng như người ta nói, có tịch mới rụt rịch. Mày làm lỗi lầm gì hay là cái gì? Chúng ta có tịch, cái tịch là cái gì? Chúng ta biết con người chúng ta nó phiền não, con người chúng ta nó có tội, cho nên chúng ta mới sợ hãi với cái gì? Với cái những gì mà nó tác động mà chúng ta không thể biết được. Dạ. Chứ còn sự thật ra thì với cái tâm của Phật thì chúng ta biết là nó rất là đặc biệt. Thì đừng có nói chi mà chính Đức Phật nghe cái đọc kinh của ngài thôi. Và cái điều này á, kính thưa quý vị, mới chiều nay thôi đã cũng đã đọc kinh cho 3-4 người mà vừa bị nhập mà cũng vừa có cái thần kinh. Còn có những lần khi mà chỉ đeo vô tay một cái sợi dây hay là đọc kinh á, kêu nó đọc là nó run sợ, kêu nó niệm Phật nó niệm không được. Mà khi nó niệm Phật được rồi thì ngã người, ngã xuống luôn. Cái này tại điện Phật giữa hội chúng, nó vô xong nghe pháp cái xong bắt đầu đi lên thì đúng chúng tôi mới đến, mới đọc kinh, mới khuyên họ nó thôi đừng có nhập vô, ở đây là điện Phật, nhìn Phật. Thì vừa nhìn Phật vừa kêu chúng tôi bảo lên nhìn lên Phật,
là dường như nó phật bịch đọc kinh ngã người ra liền, tức chịu sức ra đó. Hay hoặc là lúc đó đó, quả thật thì mình cũng dùng cái từ tâm, chứ mình đừng có đánh đập người ta để làm gì. Bởi vì mà sự thật ra với những cái cách đó đó, đối với người đệ tử nên nương vào cái gì, cái tam quy. Chúng ta trú vào cái tam quy, chúng ta bảo họ niệm, họ niệm tam quy. Thường thì kính thưa quý vị, chúng tôi bảo một cái, nếu như cái người quá lạ đó thì họ đọc nguyên câu tiếng Phạn không được á, tức là Bố Thăng Xá Ra Năng Cái Cha Mỹ Cô Sinh Quý Y Phật, Cô Sinh Quý Y Pháp, Cô Sinh Quý Y Tăng, thì đọc ba lần Bố Thăng Tham Mang Sang Khăn Xá Ra Năng Cái Cha Mỹ Cô Tư Dâm Bí Tá Tư Dâm Bí, vân vân. Mà nếu như không được á thì bảo họ niệm Phật, niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng Đức Phật Trọn Lành, A-ra-hăng Đức Phật Trọn Lành, hay là Sugato Lô Cá Quý Đu, thì chúng ta niệm, bảo họ niệm một chút xíu. Thì sự thật ra có những người nó xuất ra luôn, có những người vẫn chưa ra được. Ở đây tức là họ bị cả tâm lý và cả vật lý, ở đây tức là họ bất bình thường, cái tâm tánh bất bình thường. Chứ còn nếu như sự thật ra mà nếu như họ đọc từ trong tâm của chính họ đọc, mà đọc một chút xíu á, thì nếu như mà có Atula trong người thì họ cũng chịu không nổi đâu. Bởi vì trong kinh cũng đã dạy, ai quy y, ai nương nhờ, ai quy y Phật chánh pháp với tăng già sẽ không xa đội sứ, mà chẳng những không xa đội sứ mà ma nhường quỷ khiếp. Giờ khi mà chư tăng đọc các cái kinh mà Metta Sutta, tức là từ bi kinh đó, thì phải nói rằng là họ phải xuất ra. Còn nếu như mà chúng ta không biết mà chúng ta đem đến thầy pháp á, đến họ đánh đập và họ làm, họ quát, họ tháo, nó gây đến cái sự oan kết và đau đớn cho cái người thân của mình. Ở đây chúng ta lưu ý. Thì ngày hôm nay nó rất là nhiều cái hình thái đó. Bởi vì cuộc sống nó xáo trộn, cuộc sống nó dịch bệnh và cuộc sống nó xáo trộn, cho nên vì vậy tâm tư của con người nó không có bình tĩnh, tâm tư của con người nó bị dao động. Mà nếu như chúng ta không có cái chỗ nương tựa thì chúng ta rất dễ dàng, rất dễ bị nhập. Cũng như nếu như tâm mình định tĩnh thì không cách nào mà ma nhập, mà quỷ ám chúng ta được. Bởi vì tại sao chúng ta, nếu mà quý vị mà biết á, quen biết một số người ở ngoài Bắc á, người ta nó ấp vào làm sao? Có những người tự muốn cho phi nhân họ nhập vào mình, hoặc là cô cậu gì đó về, nói cái từ cô cậu chứ sự thật ra đó là các loại phi nhân họ nhập vào, chứ có chuyện gì. Thì nếu chúng ta muốn nhập vào tâm của chúng ta nó phóng dật, chúng ta lắc lư, chúng ta mời, chúng ta gọi, mà nếu ngay lúc đó đó có những chúng sinh mà nó hợp hay đã quan trái với chính chúng ta là nó nhập vào rất là lẹ. Cũng như cách đây vài hôm, cách đây cũng khoảng chừng gần một tuần, và gần một tuần, mười bữa, cứ đến nhờ các sư, tới từng thất nhờ các sư đến đọc kinh, thôi kệ, chúng tôi cũng nhờ các sư để đi đọc. Rồi cái tới 3-4 tuần sau, nó thôi, tới từng thất thứ bảy nó thôi, nó cho sư một mâm cơm đem vô chùa để các sư thọ thực rồi cúng cho bố. Các quý vị biết không đem, mình cứ nghĩ rằng các sư đã tụng là xong rồi. Cái tới bữa đó cũng chờ để cho họ đem vô, họ cũng đem vô. Cái chiều đó họ nấu, họ bày 2 mâm cơm đem vô. Họ bày nó cúng chúng tôi, nó không giờ này cúng thì cúng cho quý vị vậy, chứ sự thật ra không có được cái gì hết. Tại sao hồi sáng không có đem vô? Thì quý vị biết chút xíu tụng kinh, chưa cho tụng kinh vậy, người bố đó nó về liền, về nhập vào một đứa con gái đánh với những người con trai. Tại sao mà không nghe lời sư đem vào? Thì kính thưa quý vị, cái sự thật nó hiển, nó mới vừa xảy ra luôn nhá. Thì sao quả thật thì nhiều khi đó đưa họ vào chùa và họ cảm thấy trong chùa họ thích hợp rồi, họ có thể nghe được kinh, hoặc là họ ở trong chùa thì cảnh vật họ thích. Thì ở đây chính là cái sự tình nó như vậy đó. Chứ sự thật ra chúng ta cúng mà cúng cơm á, cho dông ăn không có được, mà bốc vô nếu mà họ là ngạ quỷ á, thì toàn là lửa không à. Mà bây giờ chúng ta nói á, bởi vì quý vị biết nét trên tinh thần của kinh Nam Truyền Phật Giáo Nguyên Thủy đó, không có chuyện mà cúng cơm, cúng dông cơm. Mà cúng dông cơm như vậy thì
Quý vị biết họ ăn không được mà vô tình bây giờ mình cho cha cho mẹ mình ăn lửa, bốc vô, nếu mà cha mẹ đồ ai đó thì bốc vô toàn là lửa không. Cho nên mà chỉ đọc kinh, đọc kinh cầu siêu, đọc những cái bài kinh Sanghuccha Niyagatha, tức là cái kệ mà động tâm để cho người sống lẫn người chết có thể nghe, đó là sự thật. Chứ còn quả thật thì ăn không được. Có ông thầy, ông sư nào, hòa thượng nào, ni trưởng ni sư nào mà đọc kinh mất một cái, một miếng cơm, mất một miếng nước đâu. Còn nguyên đó thì cái đó chỉ là cái tình thôi. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chỉ có cúng, cúng cho tăng mà vô phân biệt thì chúng ta mới hồi hướng được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói kể như vậy cho quý vị biết, tức là có một sự tựa nương. Mà Atula đó nằm cảnh giới cũng khổ. Nó có những loại Atula, nó có nhiều thần lực, nhưng có những loại Atula nó cũng rất là đối khác, cũng rất là khổ sở. Yeah. Cho nên khi ấp vào, quý vị biết đánh đập la lối cái mấy người con, thì đó chúng tôi mới nói thôi bây giờ đừng có làm như vậy, con cháu gì không hiểu biết thôi, tha thứ cho con cháu. Rồi nó bắt đầu mới nói thôi, bây giờ thôi ngày mai để cúng lại cho bố. Thì nó dài dài, ngày mai con cúng lại cho bố. Đó là sự thật mới này quý vị biết. Để qua ngày hôm sau, ngày nào cúng cũng được hết, chứ không phải là tới ngày chết ngày, rồi ngày thất, rồi 49 ngày, 100 ngày mới cúng. Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng cúng được. Bây giờ nghe lời sư, thôi đừng có quậy nữa, thôi đi ra đi, nghe lời sư không. Ở trong chùa rồi không có làm như vậy. Thì lúc đó quý vị ngã người xuất ra. Chúng tôi kể đó là cái chuyện thật mà ở chùa. Bây giờ nó còn video clip, có người quay lại đó. Có người quay lại cái đoạn đó luôn. Rồi có một lần chúng tôi với thường tập Pháp Nhiên đó, tụng kinh lúc đó ở Ninh Bình, mà có một cái vong nam nó nhập vào cái cô này. Mà quý vị biết hả, là tối ngày cứ cự nữ chồng con. Thì quý vị đó tụng kinh xong bắt đầu mới nhập vào, mới vô sức ra, bắt đầu chúng tôi mới đeo dây vô. Và chúng tôi với thường tập Pháp Nhiên xong tụng một hồi đó, quý vị biết cứ khóc hoài, cứ kêu mở ra đi, mở cái dây nào đi, đừng có trói. Bây giờ bị trói, cột trói rồi, thì không ai mở hết, mà nó cứ đi năn nỉ từng người mở ra, mà mở không được, cũng là hay. Thì cuối cùng quý vị biết là, cái đầu Chư Tăng đi về, bên đó nhập vào tiếp nữa, bây giờ phải đưa cô đó vào, từ ở ngoài Bắc mà vào trong Nam này, đi vào chùa, thì lúc đó còn Ngài Hòa Thượng Tỉnh Giác. Ngài Hòa Thượng Tỉnh Giác, thì bây giờ cái đi vào đây, đi vào Quảng Nghiêm, về vào tới Quảng Nghiêm xong thì hổ về Quảng Nghiêm với ở chùa Giác Quan, ở chùa của Ngài, ở đầu nó chùa kia giàu hơn chùa này. Nói thẳng rồi, chưa bao giờ người đó vào trong chùa, nói chùa kia giàu hơn chùa này. Cái giật mình hổng như bây giờ ở đâu, bây giờ ở chùa này mà ở chùa kia nữa. Thì Ngài Hòa Thượng Tỉnh Giác lúc đó có Ngài mới nói chuyện, Ngài mới hùng hàng, mới lệnh hô ở ngoài chùa đó, cho về chùa này nhưng phải ở ngoài chùa Quảng Nghiêm, ở đó rồi cho vô trong này. Bây giờ xuất ra chưa, bây giờ đi ra, không bao giờ nhập vô nữa. Thì bây giờ mới nghe. Thì kính thưa quý vị, còn không nó đọc kinh thì rất là sợ, đọc kinh thì cứ ôm đầu, cứ lắc ra lắc cứ, mà cái đó cũng còn cứ quý vị. Thì và đọc kinh dài thì thôi ra. Và thế là cho tới bây giờ họ không vào nữa. Thì chính bắt đầu họ mới kêu cho họ quy y. Bắt đầu họ nương tựa vào chùa. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến, để có nói cái gì? Đến nói đến cái chuyện quy y á. Bởi vì khi mà xong vào chùa đó, thì đối với cái chúng sinh đó, nếu như họ thiếu phước, nhưng bây giờ được chư tăng nào mà hiểu biết đó, có thể chia sẻ cho họ bằng cách tức là cho truyền quy giới cho họ, mà người thân của họ đọc, và chính họ có ở đó, thì họ có cái tâm xu hướng, thì họ khởi lên cái thiện tâm, thì kính thưa quý vị, họ cũng được cái phước báo. Cái điều này chúng tôi nói rằng cái điều Atula, tuy họ không thấy, họ không biết, nhưng tâm của họ tại đó họ biết được, họ đọc theo, họ thành tâm, họ quy y, thì họ cũng thành quy đó, chứ không phải chuyện đơn giản. Dạ. Thì bao nhiêu đó thôi. Thì kính thưa quý vị, nếu như chúng ta phải có cái tâm thật sự là vững chắc, cái tâm thật sự là an ổn, thì chúng ta mới tránh được. Đối với Đức Phật thì giá trị tuyệt đối rồi, các ngài hay các bậc thánh hay các bậc tịnh hạnh, các bậc giải thoát hoàn toàn,
Chứ còn nếu như tâm phàm phu, chúng ta mỗi ngày chúng ta nhớ đọc một câu kinh, hay là mỗi ngày chúng ta niệm một cái hồng danh Phật, thì chúng ta ngủ. Đọc Arahant Samma Sambuddho Vichcha Charan Samano Sukhato Lokavido Nottaru Purisadama Sarathisattha Deva Manusanam Buddho Phakawati, thì trong 10 hồng danh đó, chúng ta chọn một hồng danh, chúng ta đọc, cứ đọc mãi, cứ niệm mãi một hồng danh. Cái đó chính là chúng ta đã có tinh thần niệm Phật đó quý vị. Mà chúng ta niệm Phật như vậy, cái gì cũng vậy, mưa dầm mới thấm đất. Và chúng ta niệm Phật để làm gì? Để tâm của chúng ta nó định tĩnh. Niệm Phật để làm gì? Để tâm của chúng ta định tĩnh. Để tâm định chúng ta nó có tăng trưởng. Mà tâm định chúng ta nó tăng trưởng thì ma phải nhường, quỷ phải khiếp. Bởi vì cái dòng bao của chúng ta là ân đức của Phật. Mà nếu như chúng ta nương nhờ vào tam quy, chúng ta hay chúng ta hàng ngày chúng ta nương nhờ, chúng ta đọc tam quy, bút thăng xá ra năng gây cha mí tham ăn xá ra năng gây cha mí sang căng xá ra năng gây cha mí, quý vị nhớ cố gắng đọc bằng tiếng Phạn, mới nhớ đọc bằng tiếng Phạn. Bởi vì cái tiếng Phạn này, cái ân đức của tiếng Phạn, mà đặc biệt kinh văn rất là đặc biệt, cho nên mai nhường quỷ khiếp. Chứ còn chết rồi chưa chắc là người Việt biết được tiếng Việt đâu, hay là người Anh biết được tiếng Anh, người Thái biết được tiếng Thái, vân vân. Mà tiếng Phạn này, đây là một tiếng của Phật, thì Đức Phật ngài dùng cái đó để vận chuyển bánh xe pháp luân của ngài, những cái lời dạy, những cái pháp thân của ngài, cái sự giác ngộ của chính ngài, những cái lý mà ngài chứng đắc, đây rất là đặc biệt. Thì ma không có thể làm cho làm hại chúng ta được. Và chúng ta có nhiều cái ân đức vô cùng to lớn khi mà chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, và chúng ta còn trì niệm Phật, trì tụng niệm Phật, và chúng ta trì tụng niệm Phật ở đó để tâm của chúng ta được định tĩnh. Để nhờ cái tâm định tĩnh đó mà chúng ta có thể tham cứu, chúng ta có thể học Pháp, chúng ta có thể hành Pháp, chúng ta có thể nghiệm Pháp. Mà chúng ta nhớ khi mà các thầy tỳ kheo ở trong rừng, Đức Phật ngài cũng khuyên đọc nên những cái câu kinh để rải cái từ tâm đến cho họ, đến những hoặc là tụng cái Metta Sutta, hoặc là cái kiểu như là cái kinh từ bi đó, và một cái tâm mà chúng ta rải cái tâm từ đối với tất cả chúng sinh, dầu cho là ma quỷ, hay hoặc là loài một chân hai chân, loài vô hình, vân vân, thì chúng ta có cái tâm từ, tâm bi mát mẻ, từ bi hỷ xả chúng ta một cách tốt đẹp, thì các nhân á, nó cũng có thể nào hại chúng ta được. Nói chứ một con người có cái tâm vững chắc, có cái tâm kiên định, có cái tâm mà nhàm chán đối với cái cuộc đời này, đối với tam giới này, tức là có cái tâm xuất gia để rời tam giới, và có cái trí tuệ và có cái quyết định thôi, một quyết định đúng đắn, tức là có quyết định để chúng ta hành pháp độ hay chúng ta hành thiện, và chúng ta có một trí tuệ để phân biệt, để biết được các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã, thì những cái tâm như cái tâm mạnh mẽ như vậy, có một cái chỉ chí, cái nguyện vọng lớn lao, thì họ cũng không thể nào mà họ làm hại ta được. Hay cả mà chúng ta nghe nó cái dù mà quan gia trái chủ đó, những chúng sinh mà có quan trái với mình thường là Atula, thì chúng ta biết chia phước cho họ, hay chúng ta đọc những cái kinh từ tâm bi tâm để làm cho mình được an lạc, mình mát mẻ, mà họ cũng an lạc mát mẻ. Và chính chúng ta, nếu chúng ta hiểu biết được cái tinh thần đó thì ngay cả luôn những chúng sinh nó có quan trái với chúng ta, nó cũng có thể vượt qua được. Cái bài kinh đó như là một sự so dịu, cái bài kinh đó như là một cái sự giảng hòa, như là một cái sứ giả hòa bình, để mang lại cho mình được yên vui và người khác cũng được an lành, nhờ cái quài lực của kinh, của chúng ta gọi là cái kinh mà Paritta ha. Ngay cả chúng ta biết hồi xưa mà chính mà những cái nơi mà cái nơi mà bệnh dịch bị các loài phi nhân nó phá hoại này nọ, hoặc tất cả, thì chính Đức Phật ngài cũng dạy những cái bài kinh gọi là kinh Paritta,
Dạ, kinh Paritta, cái kinh gọi là kinh an lành đó. Dạ, để mang tới cho chúng cho những chúng sinh được yên vui, và mình cũng được an vui nhờ cái ân đức, nhờ tán thán cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng ở trong cái bài kinh Châu Báu đó quý vị. Dạ. Thì tất cả, nếu như chúng ta, và chúng ta có thể nói rằng là chúng ta tựa nương vào cái tam bảo, mà trước nhất là quy y, trú vào cái tam quy của mình, thì điều này hết sức là đặc biệt, mà chúng ta gọi là ma nhường quỷ khiếp. Nó có một cái lý do, nó có nguyên nhân, phải dùng đủ kìa, phải dùng đúng kìa. À, chứ còn không dùng đủ dùng đúng là nó sai lầm vô cùng. Rồi chúng ta đừng có đi mà cứ nghe mà cứ kêu cúng cái đầu này, cúng cho các cái loài phi nhân, cái này cái kia, để cho họ vừa lòng. Kính thưa quý vị, cúng là cái cúng mãi, đặc biệt các cái chùa Nam Tông không có cúng vong, không cúng cho vong, gọi là cúng có thí thực, không có thí thực, dùng cái thức thực cho họ, không có dùng cái cấp linh caro haro, tức là dùng cái vật thực, mà dùng cái thí thực, tức là dùng cái tâm thực cho họ, để cho họ nghe kinh, và để cho cái cảnh giới họ nó, họ phải nghe theo mình, chứ không phải mình cứ chiều cho họ cúng cho họ, cúng mà không cúng thì họ quậy phá. Đúng như vậy đó quý vị. Bây giờ mà thí dụ như mà nhất là cái ta buôn bán làm ăn đó, nếu như chúng ta cho họ nghe được cái kinh nó quen, thì họ thế là họ quen, để họ trở thành cái chánh đạo, chứ không đi con đường tà đạo. Rồi bắt đầu kêu phải là cúng heo, cúng gà, cúng vịt, cúng trâu, cúng bò, cúng này cúng kia, hoàn toàn chúng ta phải đi đúng cái chánh đạo, thì nó đỡ chúng ta phải làm những cái điều mà nó sai lệch, và nó đưa đến cái tà tính. Còn nếu như chúng ta cúng thì có cúng cái phần khác. Quả thật có những loài Atula nó không muốn nghe kinh, mà nó muốn người ta cúng cho nó, tính ăn không được nhưng nó muốn như vậy, thì cái đó thuộc về cái gia chủ họ tế lễ đó. Chứ còn cái sự gọi là chỉnh đàn chỉnh tế trên tinh thần của kinh văn, mà những câu kinh câu kệ như mà chúng ta nhớ trong bài kinh Phúng Tụng đó, và cũng bằng những cái lời dạy của Đức Phật bằng những kinh văn, và thì đây chính là một điều mà nó mang tính tốt đẹp. Tại vì chúng ta phải tu tập như thế nào, như cái lời dẫn của sư phụ Tỳ Siêu á, ở đây nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta phải biết có cái sự nương nhờ. Không có tu tập một cách bài bản, tức chẳng hạn như mà chúng ta tu tập về thiền định, chẳng hạn như tu tập thiền chỉ, thiền quán, hay là chúng ta có một cái tâm để thọ trì, để giữ giới, rồi từ chỗ giữ giới này chứ chúng ta có cái tâm để cúng dường, để bố thí, để cúng dường, rồi tâm chúng ta có cái dự định giữ giới, rồi tâm của chúng ta có một cái sự tham thiền, cái sự trì tụng, thì cái điều đó đó là một điều tốt. Nhưng nếu chúng ta không làm được thì chúng ta phải có một cái sự tựa nương bằng cách niệm ân đức tam bảo, hay ít nhất niệm ân đức Phật, thì chúng ta mới được an lành. Cái điều này nói thực tế vậy đó. Chứ còn thí dụ như bây giờ nếu như mà chúng ta tu tập để mà chúng ta chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, hay chúng ta tu tập về thiền quán, thì cái điều đó dĩ nhiên là ma nó không, nó làm sao nó dám nhập vô những người mà có cái chánh định, những người có cái tâm, có cái chánh niệm, có cái tâm, có cái chánh định, thì chắc chắn là ma không thể nhập được rồi. Nhưng nếu như mà chúng ta chưa có đầy đủ, xin nhắc lại, chúng ta chưa có cái tâm, chúng ta chưa có niệm, chưa có định một cách vững chắc á, thì ít nhất chúng ta cũng nhớ đến ân đức tam bảo, hay là cũng chúng ta niệm tam quy. Niệm tam quy, và đặc biệt chúng tôi xin nhắc lại là bằng tiếng Phạn. Còn không, chúng ta cứ con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, con nương nhờ Phật, con nương nhờ Pháp, con nương nhờ Tăng. Mà cái điều đó chúng ta thường xuyên chúng ta nương nhờ kìa, chứ không phải tới chuyện rồi mới nhờ, tới chuyện rồi mới nhờ. Thì kính thưa quý vị, thì cái sự hiệu quả nó không có lớn. Hằng ngày chúng ta nhớ như là một, xem đó như là một nhật tụng của chúng ta, xem đó như là một cái điều mà chúng ta cần phải làm, xem như một điều cần phải làm.
thì chúng ta được cái sự bảo hộ. Còn nếu như chúng ta không có thường xuyên, mà tại sao như vậy? Tại sao chúng ta làm thường được? Bởi vì chúng ta nhờ chúng ta có một cái niềm tin. Niềm tin nơi Tam Bảo, hoặc ngay cả chúng ta niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo, đó chính là niềm tin nơi Pháp. Và niềm tin nơi chư Tăng đó, chúng ta có cái sự kính lễ, chúng ta có sự cúng dường, chúng ta có sự lễ bái, chúng ta có sự kính lễ đến đại chúng Tăng già. Thì chúng ta cũng vô lượng công đức, mà chúng ta có phước báo nhiều như thế, thì ma nhường quỷ khiếp nó không thể nào mà nó động đậy nó. Nó làm cho ta phải đau khổ, làm chúng ta phải sợ hãi. Ít nhất nó không thể tấn công chúng ta. Chứ quý vị biết, nếu như mà chúng ta có một sự quan trái quan kết với Atula đó, có thể nó làm chết chúng ta được đó quý vị. Chứ không chuyện đơn giản đâu. Mà chúng ta nhớ có những người mà cũng như bị ma nó đánh, hay ma nó đập, hay ma nó bóp cổ đến nó mà học máu chết đó. Hoặc là bị những cái sự phá phách của họ làm cho chúng ta phải bệnh hoạn, làm chúng ta phải đau đớn về thân xác này khi mà chúng ta quan kết với chính họ, hay họ có một cái quan kết với chính mình. Cho nên đây là điều nói như vậy để chúng ta không sợ hãi, chứ không phải nói như vậy để chúng ta phải lo sợ khi gặp Atula. Thường thì kính thưa quý vị, luôn luôn Đức Phật dạy cho ta để ta có một cái sự để ta có một cái sự an lạc, để trong đó có sự yên vui, để chúng ta có một cái sự không có sợ hãi, không có kinh cảm. Cho nên trong cái sự tu tập trên con đường mà chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta phải nhớ, chúng ta luôn luôn, nếu như cái niềm tin của chúng ta đặt một cách trọn vẹn, thì luôn luôn có một sự che chở, luôn luôn có một sự nương nhờ, luôn luôn có sự an toàn. Đó chính là ngôi nhà của Tam Bảo. Ngôi nhà của Tam Bảo, nơi đó chúng ta có thể trú ải khi tâm tư của chúng ta bấn loạn, khi tâm tư chúng ta lo lắng, khi tâm tư của chúng ta có những cái sự bức bách đau đớn. Chúng ta biết nương vào ngôi nhà của Tam Bảo, ở đó có thể chúng ta che chắn được những cái niềm đau nỗi khổ. Nó như là một ngôi nhà mà che chở nắng mưa hoặc là gió bão táp. Đó là sự thật trong cuộc đời này. Bởi vì người nào thật sự là có đầy đủ duyên phước, có đầy đủ duyên phước mà chúng ta biết niệm tưởng đến ân Đức Phật, niệm tưởng đến ân Đức Pháp, niệm tưởng đến ân Đức Tăng, thì cái phước báo nó vô lượng. Cái ân trên công đức mà chúng ta không thể đong đếm được đâu. Và nếu như chúng ta có một cái niệm tưởng mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng một cách cao cả, chắc chắn đằng sau khi mà chúng ta cận tử, thì cái tâm định tĩnh nó đưa chúng ta về thiên giới. Chúng ta cũng nhớ như vậy. Bởi chúng ta thường niệm, thì đến giờ phút mà tâm tư chúng ta gần chết, nó cho lắng sợ hãi, thì chúng ta thường niệm như vậy, cho nên tâm chúng ta nó vững vàng. Như bữa hôm chúng ta học cái bài về kinh liên quan tới cái chết đó, thì do tâm của chúng ta bấn loạn sợ hãi cho nên mới đọa. Chứ còn nếu như tâm của mình biết trú nương an ổn, thì chúng ta có một sự che chở, có một sự ân triêm công đức rất lớn lao, mà không cần thiết phải ai cầu siêu, cầu độ cho chúng ta cả, mà chúng ta là tự độ mình. Đúng vậy đó, chúng ta tự độ mình, chứ không ai, chúng ta tự siêu cho mình, chứ không ai siêu cho mình. Là chúng ta tự mình chuyển qua cái, vượt qua cái tâm lý và cái cảnh giới, chúng ta để đi về được cảnh giới lành và vượt qua tâm lý sợ hãi. Điều này không dễ dàng. Nếu như người ấy không biết, học được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp, chắc chắn rằng đây là một bài kinh mà ác ma nó dọa Đức Phật. Phật mà nó còn dám dọa, thì chúng ta là cái gì mà nó không dám? Cái đó sự thật đó quý vị. Nó quậy phá chúng ta rất là dễ dàng. Nhưng chúng ta cũng nhớ một điều, chúng ta cũng đừng bao giờ mà nếu như mà mình
mình có một cái đừng có quá mà tự tin nghĩ rằng mình cũng đừng có phải là mình cũng phải là cái gì mà nó bận tâm tới mình đâu, nhưng cái đó chính là một sự quan trái giữa mình với các vị Atula đó, hay giữa mình quan trái với hạng chúng sinh đó, thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Atula có thể làm hại chúng ta, nếu như có sự quan trái quán thù thì nó giết chết chúng ta cũng được. Nói như vậy để chúng ta không phải là hù dọa quý vị phải sợ ma, mà nói như vậy để chúng ta khởi lên những cái từ tâm, khởi lên những cái niềm tin một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta có sự tựa nương, có sự trú niệm, có sự thường niệm, thì niệm tự ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay chúng ta trú vào tam quy, hay chúng ta trú vào giới và chúng ta thọ trì, trú vào Pháp và chúng ta được nghe, chúng ta có sự suy niệm Pháp về các pháp, nó vô thường, khổ não, vô ngã. Mọi chúng sinh có cái nghiệp riêng, chúng sinh phải tùy, phải nghiệp là thừa tự, nghiệp là tài sản, nghiệp là của riêng mình, và rồi cái thọ mạng này cũng do cái nghiệp duyên đó mà chúng ta còn sống, và nghiệp duyên đó mà chúng ta phải chết đi. Thì cứ như thế thôi. Rồi chúng ta mong rằng chúng ta khởi lên cái từ bi, khởi lên cái từ tâm, cái bi tâm, mong cho tất cả được an lạc, cũng như mình được an lạc. Dầu chúng sinh lớn nhỏ, vô hình, hữu hình, dài ngắn, chúng sinh xa gần, vân vân, ở mọi giới mọi loài, tâm tư của chúng ta biến mãn, một phương, hai phương, nhiều phương, phương hương, phương dưới, phương trên, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc gì, vân vân, tức là bốn phương tám hướng đó, chúng ta có một cái tâm độ dày, trải đầy. Thì như thế thì không có cái gì mà chúng ta phải có sự sợ hãi. Không có gì, bởi vì chúng ta đã có nói thật, nơi ấy bình yên, bến bờ bình yên. Chúng ta có một cái phao để chúng ta rơi xuống biển hay rơi xuống nước mà chúng ta không chết chìm. Thật sự là quá hạnh phúc, có phải vậy không quý vị? Quá hạnh phúc khi chúng ta biết nương nhờ, khi chúng ta biết tìm cái chỗ trú, chỗ nương, cái chỗ trú, chỗ nương đó đúng chỗ, cao cả và an toàn. Còn nếu như ai mà có một cái tâm tu hành vững chắc bằng tu tập dựa trên giới, trên định, trên tuệ, hay người nào tu tập về thiền chỉ, thiền quán một cách rốt ráo, hay người nào có một chánh tri kiến, học Phật Pháp hiểu rõ một cách vững chắc, thì điều này xa thú, tốt lành thay. Nhưng những chúng sinh chưa có đủ duyên, xin nhắc lại, chúng ta phải biết, chưa có đủ phước, chúng ta phải biết nương nhờ, chúng ta phải biết cầu phước và nương nhờ để chúng ta được an lạc. Chúng tôi nói một cách thật như vậy. Bởi vì ta không thể quyết định được, chọn được khi nào chúng ta chết và chúng ta chết ở đâu. Chúng ta không có chọn được ngày giờ, không biết khi nào tử thần xuất hiện. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dầu có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh đứng nhìn. Mua việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa chấm dứt việc đời, hơi vừa dứt thì việc đời cũng chấm dứt. Cho nên vì vậy đừng có quan kết, đừng có quá là khinh khi ngạo mạn, đừng có tự cho mình là hay, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là như thế này thế nọ. Trong pháp giới hữu tình này, chúng ta là một chúng sinh ở kiếp người này cũng bao nhiêu chúng sinh kiếp những chúng sinh khác, nhưng chúng ta phải biết được rằng chúng ta thật sự may mắn và tốt đẹp khi chúng ta được nghe Phật Pháp, khi chúng ta có niềm tin, khi chúng ta có thể bố thí, khi chúng ta có thể gìn giữ giới, khi chúng ta có thể tu thiền được, khi chúng ta có thể nghe Pháp được, khi chúng ta có thể học Phật Pháp được. Và từ đó chúng ta hiểu Pháp và chúng ta thực hành ít nhiều với Phật Pháp. Cái điều này là thật. Cái sự thực hành này có thể thực hành xuyên qua tứ quan nghi thân, đi đứng nằm ngồi, hay chúng ta có một cái niệm Pháp cũng được. Đó chính là chúng ta suy nghĩ về các pháp, nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã,
ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành được vui, gây dữ thì chịu khổ. Ngày đêm nó qua mau lẹ, và tất cả chúng ta phải có sự chết là nơi cuối cùng, vân vân. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy để chúng ta từ chỗ đó chúng ta có một sự tựa nương. Thì hôm nay là cái bài kinh mà nói đến đến ác ma, nó dọa Phật để lăn đá Phật ở núi Linh Thú viết chất cụ tác, để dọa, nghĩ rằng Đức Phật ngài sẽ sợ hãi đến lông tóc dựng ngược. Nhưng điều này không làm mãi mãi đến đến tâm của ngài đã an ổn lại càng an ổn, chứ không có bị dao động một chút nào. Và cũng vậy, mong tất cả chúng ta có một cái sự an lành, có một sự tu tập, có một cái sự che chở, có một cái sự đặt đúng hướng, đặt đúng đúng nơi, đúng chỗ, đó chính là nương nhờ Tam Bảo, hiểu biết rõ ràng các pháp do nhân quả, tất cả pháp do có nhân có quả, nghiệp báo một cách rõ ràng. Đi từ đó chúng ta không phải sợ hãi, chúng ta không phải lo lắng khi ma hờn quỷ khiếp ta. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, ơi xin có đôi điều thuyết giảng như vậy, nếu có điều chi sơ tất, nên chúng con ngưỡng mong chư tăng là thảo luận để cho các bài học hôm nay được sáng và được rộng hơn nữa. Và cũng như chúng tôi xin gửi đến quý vị là như vậy, nếu có điều chi sơ tất, kính ngưỡng mong toàn thể quan hệ và kính dân phần phước lành được đức trời Đại Thích Tuyệt Đại Thiên Vương, các vị chư thiên chư thần hộ trì chánh pháp, các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh trí linh ở chùa Đức Chùa Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong cho tất cả quý vị được an lành, được hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Và chúng con thỉnh và thượng nhất đẳng du học chương trình. Nam mô Bố Thầy Giá. Cái chuyện sư tỏ tuyệt quyền bạch thì thầy sư không biết thầy thượng có ở trước máy và có nghe được không? Nếu được thì thầy hòa thượng hoan hỷ trả lời cho câu thật thôi. Được thì bạch hòa thượng rõ ràng là chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài là một hoàn toàn giác ngộ, thật ra ngài không có sợ hãi, không có hoảng hốt. Nhưng mà với phàm phu chúng ta thì vẫn có những cái hoảng hốt bằng cách này hay cách khác. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng có người hoảng hốt ít, có người hoảng hốt nhiều. Có những người mới đụng đến là đã nhảy dựng lên, còn có những người thì tương đối là điềm tĩnh hơn. Thì hòa thượng có thể giải thích đó là do thói quen hay là do cái bản lĩnh nội tại hay là do cái gì mà khiến cho cái phản ứng đối với những đe dọa bất ngờ nó khác biệt giữa người này và người kia? Cái thỉnh hòa thượng. Anh là một thầy kính bạch chư tùng đức, kính thưa quý Phật tử, chúng sanh do cái tâm khác biệt, chúng sanh phàm phu do cái tâm khác biệt nên cái mức độ hoảng hốt trước sự đe dọa bất ngờ nó cũng có cái sự khác biệt tùy mỗi người. Tùy mỗi người là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, người mà nặng về phiền não như là nặng về phiền não tham, nặng về phiền não sân,
nặng về phiền não si. Có người thì nặng về cái tâm phóng dật, hay là nặng về cái tâm hung trầm. Rồi lại nữa, có người họ không phải nặng do phiền não, mà chính do quả của ác nghiệp mà người đã tạo ở trong quá khứ. Như là một người họ hay đùa giỡn, thích dọa nạt người khác, làm cho người hù dọa cho người khác sợ, cái đó mang cái nghiệp. Cho nên đời này khi mà một cái sự cố bất ngờ xảy ra thì khiến cho cái tâm họ sợ. Nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta cần phải hiểu. Với lại do cái thường cận y duyên của mỗi người, có người thì họ sợ hãi hốt hoảng khi họ nghe âm thanh, có người sợ hãi hốt hoảng khi họ thấy cảnh sắc. Nó khác nhau, tức là ở đây chúng ta nói chung do chúng sanh cái tâm tánh dị biệt, cái nghiệp dị biệt, cho nên cái nỗi kinh hoàng nó khởi lên cũng đa dạng. Một điều mà chúng ta cũng hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta còn phàm phu, nhất là khi cái tâm phóng dật càng nhiều thì chúng ta càng dễ khởi lên cái sự sợ hãi. Nghĩa là chúng ta không có chánh niệm với thực tại, nghĩa là không có sẵn sàng cái tâm lý đối phó với cái gì xảy ra, thì dễ hay giật mình, dễ hay sợ hãi. Còn những người mà họ bị phiền não đó, thì người nặng về cái tánh tham thì cái tâm sợ hãi của họ nó kiểu khác. Người nặng về tánh sân, tâm sợ hãi nó kiểu khác. Cái điều này chúng ta cũng thường đọc ở trong kinh điển, và chúng ta gặp những cái sự sợ hãi nó khởi lên do tùy theo cái mức độ. Thế mà người này phiền não càng nhiều thì sự sợ hãi nó càng lớn mạnh. Thế cho nên tại sao cái bậc giải thoát vì đó không có cái tâm sợ hãi? Là tại vì khi mà vị đã được giải thoát thì vị đó đã đoạn trừ những cái phiền não. Và phiền não là yếu tố để sanh ra cái sự sợ hãi. Rồi bậc giải thoát là bậc
luôn luôn có chánh niệm, có tỉnh giác, cho nên các vị không có cái sự sợ hãi. Nói đến cái điểm này đó, thì chúng ta cũng phải chú ý là ở trong chú giải có nói rằng là những cái tiếng động lớn như là sấm sét, bậc A-la-hán không bị giật mình. Một con voi thuần chủng không bị giật mình, một con ngựa thuần chủng không bị giật mình, một con trâu cổ, con bò cổ nó không bị giật mình. Thì ở trong chú giải nói rằng vì những cái loài hung dữ lớn mạnh như là con voi thì nó to về thể xác, thì nó chấp cái bản ngã, nó chấp bản ngã. Còn những cái con vật mà có sức mạnh hay là nó có cái sự hung dữ như con bò hay là con sư tử, thì cái đó là do cái tâm ngạo, kiêu ngạo, nên nó nghe sấm sét nó không có sự sợ hãi. Nhưng mà đối với vị A-la-hán không có sự sợ hãi là tại vì Ngài đã đoạn trừ phiền não. Ở trong chú giải nói như vậy. Vì thế ở đây đó, chúng ta trở lại cái vấn đề chúng sanh mà có sự sợ hãi khác khác nhau đó, là chúng ta phải hiểu mình. Mỗi người có một cái phiền não nó khác khác nhau, cho nên cái sự sợ hãi nó cũng khác. Hoặc là do cái thường cận y duyên, hoặc là tạo cái nghiệp gì ở trong quá khứ. Có người họ hốt hoảng khi họ đi trong đêm mà họ đạp nhầm cái sợi dây tưởng là con rắn, họ giật mình. Hoặc là một người họ giật mình khi thấy một cái con sâu, vân vân. Thì tất cả những cái đó là do cái thường cận y duyên. Thì ở đây cái câu trả lời cho cái câu hỏi số 1 của chúng ta đó là tùy theo mỗi người có cái sự sợ hãi khác nhau, chính là do nguyên nhân chúng sanh nặng vì phiền não, hoặc có tạo cái ác nghiệp, hoặc có cái thường cận y duyên. Thì chỉ có như vậy thôi thưa quý vị, tùy theo mỗi người. Và bản thân chúng ta cũng phải trắc nghiệm xem coi chúng ta có những nỗi hốt hoảng sợ hãi đó là do cái nguyên nhân gì, thì tự chúng ta điều chỉnh cái chỗ đó. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú kinh trình hỏi thượng tọa siêu. Bất khỏi thượng tọa siêu ơi, khi chúng ta tụng kinh Paritta hay là kinh An Lành và kinh Cầu An thì chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến những cái tai ương trong đời sống như là đúc khát, khổ nạn, hay là phá giá, sợ hãi, hay là bệnh tật, rôga. Và cũng có những bài kinh đó, thì lại nói là ân đức Phật, do nhờ quý đức của Phật hay xin diệt trừ sự thống khổ, xin nhờ quý đức Pháp diệt trừ cái sợ hãi, quý đức Tăng để diệt trừ cái thực bệnh. Thì những điều đó chỉ là tình cờ hay là có cái tính cách gì, có ý nghĩa gì đặc biệt khi mà nêu lên những khổ nạn đó hay không, những tai ương đó hay không? Và khi mà nói là có những quy lực của Phật,
để tiêu trừ đau khổ, quy luật của pháp để tiêu trừ sợ hãi, quy luật của tăng tiêu trừ bệnh tật như vậy. Cái đó cũng chỉ là sự tình cờ hay là hòa thượng có nghĩ rằng ở trong đó mang ý nghĩa gì đặc biệt không? Kính thỉnh hòa thượng quan thiện trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, tùy theo chỗ mà nói đến thí dụ như cũng trong bài kinh 38 mà khi nói đến cái nguyên nhân xảy ra ở tại Vesali mà Đức Phật đã ngự về đó và Ngài dạy trong giải Ananda đọc lên những bài kệ để tán thán Phật Pháp Tăng, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây nếu trong thành Vesali, tiên vi thăng phát văn, tức là cái tại ương ba thứ một là sự đói khát, cái sự nghèo đói, cái sự nghèo đói đức phi khăn, hai là tật bệnh, rô vát, và ba là nỗi sợ hãi vì ma quỷ, tức là phi nhân nó hiện hình Amanusa. Thì đối khác, tật bệnh và phi nhân là ba nỗi sợ hãi ám ảnh trong thành Vesali. Và khi đó tôn giả Ananda đã tụng kinh Paritta Ratanasutta ba vòng thành Vesali, thì cũng là tán thán Phật Pháp Tăng. Nhưng mà bài kinh đó có cái nguyên lực là tiêu trừ ba cái tai ương thành Vesali. Đó là trường hợp khác. Còn trong cái bài kinh Sakkhatva Puttaratanam là đấu đến cái bài kinh Paritta và tán thán Đức Phật do nhờ quy đức của Phật mà đoạn trừ khổ, tán thán giáo pháp thì do nhờ quy đức của giáo pháp mà tiêu trừ cái sự sợ hãi phải dâng, và tán tăng chúng là tiêu trừ bệnh tật roga roga. Thì như vậy tùy trường hợp mà nói có ba thứ này hay ba thứ khác, vì cái tai ương của chúng sanh ở trong cuộc đời này nó có xảy ra nhiều thứ, nhiều trường hợp, nhiều loại, chứ không phải chỉ có khổ nạn kinh sợ và tật bệnh không, mà còn nhiều cái sự tai ương khác. Chẳng hạn như có những bài kinh nhật hành khi mà nói đến nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tai, tức là tai ương đó, nước lửa binh,
Nước tức là năng lực, lục lục lội, bảo lục. Lửa tức là quả quạng. Vinh ở đây là chiến tranh. Thì đó cũng là ba thứ tài ương. Cho nên chúng ta có nhiều trường hợp, chứ không phải chỉ có ba. Như vậy ở trong kinh Bharatam á, là do Đức Phật đã thuyết kinh Bharatam trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, thì nhắc đến ba tai ương của cái hoàn cảnh đó, và do nhờ kinh Bharatam mà tiêu trừ. Còn cái trường hợp mà nói rằng nhờ nguyên đức của Đức Phật cái đoạn trừ khổ, khổ nạn, nhờ nguyên đức của giáo pháp mà đoạn trừ sợ hãi, nhờ nguyên đức của tăng chúng mà tiêu trừ tật bệnh. Thật ra thưa quý vị, cái này chỉ là một cái sự tình cờ, chứ không có mang cái ý nghĩa cố định đâu. Bởi vì chúng ta đọc ở trong bài kinh Thách Chắc Gác số 8, bài kinh Ngọn Cờ đó, Đức Phật dạy cho các cái tỳ kheo nghe, thuở xưa này các tỳ kheo Atula thường giao chiến với chư thiên ở cõi trời Đau Lợi. Có khi thì Atula thắng và chư thiên bị thua, có khi thì thiên chúng thắng mà bọn Atula thua. Và khi mà thiên chúng mà họ thua trận, họ kinh hoàng sợ hãi khởi lên, thì này các tỳ kheo, họ chỉ cần nhìn ngọn cờ của một trong bốn vị đại thiên vương là tâm của họ sẽ trở nên dũng mãnh, không còn biết lo sợ. Còn nếu như mà nhìn những ngọn cờ đó mà tâm còn lo sợ, thì họ nhìn cái ngọn cờ của Đức Thế Thích và tâm của họ sẽ trở nên dạn dĩ, không có cái sự lo sợ. Họ bắt đầu quay lại và chiến đấu với bọn Atula. Cũng vậy, để các tỳ kheo khi mà hàng tứ chúng, tỳ kheo đi, cận sự nam, cận sự nữ, có sự hốt hoảng, sợ hãi, lông tóc dựng ngược khởi lên, thì hãy niệm tưởng quy Đức Phật, ân Đức Phật, Itimiso Phatwa Arahang Sama Samputho Vucha Charna Sambandho Sukato Loka Vido Vado Taro Purisa Damasarathi Sattha Deva Vandu Sanang Putho Phatwa. Khi niệm tưởng như vậy thì cái sự sợ hãi, lông tóc dựng cực đó, dựng ngược đó sẽ được biến mất. Hoặc là niệm tưởng ở Đức Pháp Svakato Phatwata Thamu Sanditipo Kaliko Hipasipo Padehiko Pachatangwe Nitapo Nyuhi, thì sự sợ hãi, lông tóc dựng ngược sẽ biến mất. Hoặc là niệm tưởng tăng chúng Subhatipano Chubhatipano Nhà giáp bát tịnh panô sam bi chi bát tịnh panô phật quả tổ sa vật căn sanh khô a hồ đây vô ba hồ đây vô đắc khi đây vô anh ta đắc cả đây vô nước ta răng quy nhắc tăng lục cát sát thì sẽ biến mất. Ở đây trong cái đoạn tăng chúng tôi lược lại
để tụng chính là Đức Tăng thôi, chứ không có nói trọn vẹn như Atthapurisabukkala Chattaripurisi Gani Atthapurisabukkala, không có nói đến. Nếu mà chúng ta tụng hết cũng được thì lông tóc dựng ngược nó sẽ biến mất, và cái tâm hốt quả sợ hãi nó sẽ không còn nữa. Thì như vậy rõ ràng ở đây đó, khi mà chúng ta niệm tưởng ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì cái hiệu quả nó giống nhau, tức là tiêu trừ cái sự kinh sợ, tiêu trừ cái sự kinh sợ, trừ cái sự sợ hãi lông tóc dựng ngược. Và do vậy chúng ta dựa vào những cái bài kinh khác nhau như thế, chúng ta mới kết luận rằng là cái chuyện mà trong những bài kinh nói là do nhờ quy đức của Phật khổ được đoạn trừ, do nhờ quy đức của Pháp sự sợ hãi được tiêu trừ, nhờ quy đức của Tăng mà tật bệnh được tiêu trừ đó, cái đó chỉ là cái cách trình bày cho nó có lớp lang. Và đó xem như sự tình cờ, chứ tất cả những cái sự lo sợ, bệnh tật hay là khổ đau, chúng ta niệm tưởng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đều được hết, do tùy theo cái niềm tin của mỗi người. Khi người nghĩ tưởng đến Phật, có người thì sanh khởi cái lòng tịnh tín đối với Đức Phật, có người thì do nhờ niệm tưởng ở Đức Pháp cái lòng tịnh tín của họ khởi lên, có người do niệm tưởng ở Đức Tăng mà lòng tịnh tín họ khởi lên. Như vậy thì cái lòng tịnh tín, tức là đức tin chúng ta đối với Tam Bảo thì cũng như nhau, nhưng mà tùy theo mỗi người nó có khuynh hướng thích hợp với Phật hay với Pháp hay với Tăng. Thì lúc đó cái lòng tịnh tín đó sẽ trở thành một cái quy luật. Bởi thế trong bài kinh Thách Chắc Gá, kinh Ngọn Cờ, quý vị đọc kỹ ở trong đó là Đức Phật nói niệm tưởng ở Đức Phật hoặc là niệm tưởng Đức Pháp Athawa, hoặc là niệm tưởng Đức Tăng, ở Đức Pháp, Đức Tăng gì cũng được cả, chứ không phải là chúng ta tụng hết, chứ không phải là chúng ta niệm tưởng hết. Chúng ta nên xét lại xem con mình thích hợp với cái khía cạnh nào thì chúng ta sẽ phát khởi niềm tin và làm trưởng thành cái lòng tin ở cái góc độ đó, trưởng thành cái tăng trưởng cái lòng tịnh tín đối với Đức Phật, hay là tăng trưởng lòng tịnh tín đối với giáo pháp, tăng trưởng lòng tịnh tín đối với tăng chúng. Thì cái điều đó chúng ta đều được hết. Bởi vì người tu hành có cái ba khuynh hướng, là khuynh hướng về đức tin, khuynh hướng về tinh tấn, khuynh hướng về trí tuệ, nó khác nhau. Người mà nặng về cái niềm tin đó thì chúng ta nên niệm tưởng ở Đức Phật, chúng ta dễ sanh khởi cái lòng tịnh tín hơn.
người mà mạnh về có khuynh hướng về tinh tấn đó, thì họ niệm tưởng ở đức tăng thì mạnh hơn. Họ sẽ thấy được cái hình bóng của chư tăng hay là hình bóng của thánh chúng tu được quần cư đà hàm a na hàm a la hán, những vị mà nỗ lực tu tập để đạt đến cái quả vị giải thoát. Như vậy thì lúc đó đối với người này thì họ sẽ nặng cái, họ sẽ có lòng tin tính mạnh. Còn người mà có khuynh hướng thiên về trí tuệ đó, thì họ niệm tưởng đặc tính của giáo pháp, cái nguồn cảm hứng khởi lên từ nơi những ân đức đặc biệt của giáo pháp, thì họ sẽ có được lòng tin tính mạnh hơn. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta tùy theo cái cá tính của mình và cái athika, tức là cái khuynh hướng mạnh của mình nổi trội ở cái đặc điểm nào, thì chúng ta sẽ phát triển đặc điểm đó. Có người thưa quý vị, cái niềm tin họ mạnh quá, cho nên họ nghe nói lễ rước xá lợi thì họ cung kính ghê lắm thưa quý vị. Mình không có phủ nhận, đương nhiên là mình phải có cái sự nghiêm trang trong lúc đó. Nhưng mà đến tham dự thật ra đó, thì niềm tin với cái bồ đề, với cái gì liên quan đến Đức Phật đó, thì người có niềm tin họ mạnh lắm thưa quý vị. Nó linh thiêng, nó quyền diệu là ở chỗ cái lòng tin đó, nó mạnh. Còn người mà có cái khuynh hướng về tinh tấn đó, thì họ rất là ngưỡng mộ tăng chúc, họ thích cúng dường tăng chúc, họ quan hỷ với tăng chúc. Còn người mà nặng về trí tuệ đó, thì họ thích suy nghĩ về giáo pháp, họ thích học về giáo pháp, họ thích tán thán về giáo pháp. Mấy cái đó thì Phật tử chúng ta rất thường gặp, rất thường gặp. Nhưng mà chúng ta phải có tác ý, phải có sự suy nghĩ, chúng ta mới thấy, rồi chúng ta sẽ thực hành. Còn khi mà chúng ta đã thành tựu được cái lòng tin, lòng tịnh tính ở Đức Phật hay ở giáo pháp, ở tăng chúng, lòng tịnh tính đó trở thành tê chát, tức là trở thành một cái nguyên lực. Và cái nguyên lực này có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ tất cả cái tai ương, những gì mà chúng ta kinh sợ, chúng ta lo sợ, thì chúng ta cứ chú nguyện do nhờ cái nguyên đức đó mà mình không có sự sợ hãi. Một cái chuyện rất đơn giản thưa quý vị, thí dụ như ở trong Mangala Dipali, trong sơ giải của kinh Hạnh Phúc, kinh Cát Tường, kinh Niệm Lành, có kể lại cái câu chuyện có một cái cậu bé đó, cậu ta muốn đi vào rừng chơi, nhưng bà mẹ vì thương con, sợ nó nguy hiểm cho nên cản, không cho nó đi, đứng chặn lại ở phía trước cửa. Nó xô bà mẹ ra một bên rồi cái nó chạy đi vô rừng chơi. Lúc đó nó bị thú dữ rượt ở trong rừng nguy hiểm đó thưa quý vị. Khi nó bị thú dữ rượt như vậy đó, nó liền niệm tưởng đến cái ân đức của mẹ, nghĩ rằng
khi nãy ta đi mẹ ngăn cản, ta cãi lời, mẹ rủa mày đi cho cọp ăn đi, vân vân. Nếu như mẹ ta không có ác ý, không có muốn cho con chết á, mà chỉ nói như vậy vì thương con và giận con thôi, thì xin cho con thú này nó bỏ đi, nó đừng rượt theo nữa. Ông ta suy nghĩ về người mẹ như vậy đó, thì quá thật nhờ cái ET nó sách cho quá chê đó, ET nó sách cho quá chê đó, do cái chân ngôn đó, con cọp nó hết rượt theo sự nghĩ, nó bỏ đi cho khác. Thì ở trong kinh đó, niệm tưởng ân đức đó cũng được, thưa quý vị. Hễ mà chúng ta suy nghĩ cái gì, suy nghĩ về Phật, về Pháp, về Tăng, mà tâm của chúng ta có được một cái sự rúng động và dạt vào niềm tin, dạt vào lòng tỉnh tính khởi lên, thì chúng ta vẫn có thể lấy đó để làm quy lực mà chúng ta chú nguyện để tiêu trừ những cái thứ tai ương khác cũng được kiểm soát. Chứ không phải là niệm tưởng Đức Phật là chỉ có tiêu trừ cái sự khổ, niệm tưởng Đức Pháp chỉ có tiêu trừ cái sự kinh sợ, niệm tưởng Đức Tăng là tiêu trừ bệnh tật, không có đâu thưa quý vị. Cái này chúng tôi đọc ở trong kinh, chúng tôi thấy cái nào cũng được, cái nào cũng được, chứ không phải riêng, chứ không phải sắp xếp như thế đâu. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, Nam Mô Bụt Thầy nha. Sa thú cái trình Hòa Thượng Tuệ Sư, và xin thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Và bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi Sư Nguyên Thông một câu. Không biết Sư Nguyên Thông có trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe được không? Sư Nguyên Thông, có nhiều người nghĩ rằng mình sợ, mình sống với tinh thần vô quý là không có sợ hãi đó, là mình phải có cái thế lực, mình phải có sức mạnh. Thí dụ như mình sống ở trong nơi nào đó, mình có thân thế lớn thì mình không có sợ mấy quan chức nhỏ. Hay là mình sống trong một quốc gia mà binh hùng tướng mạnh, có đầy đủ vũ khí mạnh đó, thì mình không có sợ các nước láng giềng mạnh hơn ăn hiếp mình. Nhưng mà cái tinh thần mà vô quý, tinh thần không sợ đó, nó có cần phải dựa trên cái thực lực như vậy không? Hay là đã không sợ thì dù là mình không có thực lực gì mình cũng không sợ? Xin kính thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, đối với cái câu hỏi này thì con chỉ xoáy về mình là cái người tu sĩ hay là người Phật tử trong room. Thì đối với người mà tu sĩ, người Phật tử trong room đó, thì cái giới hạnh của chúng ta đó, cái người mà có tròn giới hạnh thì dù chưa chứng quả nhưng mà người ta có cái sự tin tưởng, dẫu có chết đi thì mình cũng không có xuống địa ngục, và có cái sự tin tưởng như vậy. Vì vậy cho nên chư Phật tử hay là những người tu sĩ có mặt trong room này mà giữ tròn giới hạnh thì người đó có cái sự tin tưởng nơi cái mạng sống của chúng ta. Vậy dầu có bất cứ ở trong trường hợp nào thì chúng ta cũng không đọa địa ngục, bởi vì chúng ta là người sống có giới. Người mà có tròn đủ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói ráo, uống rượu, thì người đó có cái sự tin tưởng nơi giáo pháp mãnh liệt. Và khi mà có sự tin tưởng đó thì có cái tinh thần vô quý, tức là không sợ. Kính thưa Sư Phụ, con chỉ thấy được đến đó thôi, không thấy được nhiều hơn. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 3 này, tinh thần vô quý được coi là thực lực áp đảo sự đơn giản không? Thưa Sư Phụ, con cho rằng đúng vậy. Cái tinh thần vô quý là cái mình có cái tinh thần vô quý thì đối với chúng ta là
Phật tử hay là tu sĩ thì chỉ có cái giới luật, tức là giúp cho chúng ta có tinh thần vô úy. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm và sửa lại những gì mà con nói chưa đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Xin truyền sư Nguyên Thông. Bất thi tập tự quyền, thưa tạo có ở trước máy không? Nếu thi tạo đang vẫn còn ở trước máy thì thi tạo có gì? Thi tạo có nhiều người đó họ quan niệm như vậy là mình thường tụng niệm thì mình không có sợ hãi, hay là mình thường làm phước mình không có sợ hãi, hay là mình thường niệm tưởng ân đức tăng không có sợ hãi. Thì phải chăng là cái sự không sợ hãi đó nó tùy thuộc vào căn tính của mỗi người, nó tùy thuộc vào cái quan điểm mỗi người hơn là cái phương cách riêng của họ không? Thí dụ như có những người họ tin rằng mình sống tốt rồi mình học điều cũng sợ, gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Có những người nói là ứng đức tam bảo cao dày, thành ra mình niệm tưởng đức tam bảo không sợ ai. Có nhiều người họ tin vào chư thiên hộ trì chẳng hạn, thì tôi có nghĩ rằng những điều đó đó nó tùy vào cái căn tính của mỗi người, thì thật cái quan điểm mỗi người phải chắc. Kính thưa con. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ, có vấn đề đến Chư Tăng. Chúng tôi kính chào đến quý tình đồ cùng chư Phật tử, dạ, kính bạch thượng tọa, kính bạch hòa thượng, quả thật như vậy. Cái đây là xác định rõ ràng là do cái căn tính, do cái duyên, do cái khế hợp của mỗi người. Ở trong một cái tinh thần nhiều khi chủ trương, có nhiều vị tin chư thiên và nghĩ rằng chư thiên sẽ hộ trì, chư thiên sẽ giúp chúng ta, và quả thật họ cũng được như vậy. Có một số người, người ta tin nhờ cái ân đức, cái quay lực của Tam Bảo và cũng được như vậy. Có một số người, người ta nghĩ rằng bây giờ người ta không có tội, không có lỗi thì người ta không sợ gì. Thứ thần vô quý đó, đó cũng là nổi bật. Thì ở đây thì quả thực thì cái điều nào thì cũng được nói như vậy. Ai thương tưởng chư thiên, chư thiên sẽ thương tưởng người đó. Bây giờ rất cần thiết. Hồi xưa ngày một thần tình sự ngày dạy, tức là khi mà chúng ta nhớ niệm tưởng chư thiên, chúng ta làm cái phước gì chúng ta nhớ tưởng tới chư thiên, để nhiều khi họ hộ trì cho chúng ta mà chúng ta không có thể hiểu được, chúng ta không thể biết được những chuyện gì mà họ có thể giúp cho ta một cách gần kề nhất. Đó chính là một cái sự tương quan. Thì ở đây chính là cái tinh thần trợ tạo đó, và do cái niềm tin của chính họ và họ tin như vậy. Nè, kính thưa quý vị, quý vị cô hòa thượng Nhất Sơn trụ trì chùa Xứ Lý, khi chúng ta sống gần ngày đó thì chúng ta mới thấy được rằng cái niềm tin của ngài đặt vào chư thiên hết sức là mãnh liệt. Đi đâu cũng vậy, cái chuyện gì cũng vậy, về lễ Phật xong là qua, coi như lễ chư thiên, và lúc nào ngài giảng dạy cho chư tăng cũng như chư Phật tử đều nhắc tới chư thiên, nói rất nhiều, nói đi nói lại cũng tinh thần là chư thiên. Thì chúng ta thấy những vị có một tinh thần đặc biệt như vậy đó, mà quý vị là ngài hòa thượng làm nhiều việc hết, nó được thành tựu hết. Thì đây là một điều mà chúng ta nhớ, biết niệm tưởng đến chư thiên, làm phước gì cũng dễ nhớ tới chư thiên, hội hướng chư thiên, vân vân. Thì chúng tôi thấy bằng một cách, tức là từ bé cho tới bây giờ luôn, hòa thượng luôn luôn có một cái niềm tin dũng mãnh như vậy. Và chúng cũng nhờ những cái cách đó mà nhiều khi ngoài đó cái chuyện mà cái sự tu tập cái đời thường của mình cũng luôn luôn làm phước hồi ứng đến chư thiên, để khi mình có cái sự cầu mong thì nó thành tựu được ổn định hơn. Đó cũng nhờ cái quy lực của chư thiên, họ có cái quy lực, cái phước báo của họ, họ cũng có thể gia trì trợ giúp cho ta. Còn chắc chắn rằng niềm tin nó Tam Bảo là đó, ở đó là nó rất là to lớn, nó rất là quay lực. Nhưng điều mà liệu chúng ta có được cái vận dụng được, chúng ta có cái sự giá trị được hay không, thì đó là do cái duyên phước của chính cái niềm tin của chúng ta. Thì quả thực thì đây là do, đó là do mỗi căn cơ, mỗi tính cách của mỗi người. Và phải nói rằng trong cuộc đời này, như hồi đầu như đã nói trong giảng, chúng ta thật sự chúng ta rất là phước báo và may mắn
chúng ta được Đức Phật Ngài ban cho chúng ta rất là nhiều cái vũ khí để phòng bị hay hoặc là những cái liều thuốc để chúng ta ngừa bệnh. Mà do cái đời sống của chúng ta hơn thua, do cái đời sống của chúng ta sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi chúng ta quên đi. Đến khi mà có chuyện gì, rồi nhiều khi chúng ta lúng túng hay chúng ta không nhớ, thì chúng ta dễ bị dẫn dắt. Cách đây cũng không lâu, có một ông thầy cũng tới, ông thầy đó, ông thầy Pháp cũng tới. Cái ông kêu mình, hồi giờ sư muốn như thế này, cho yên như thế kia, bây giờ sư phải cúng như thế này, phải cúng như thế kia. Mà không phải là cái sư cúng, mà chính là ông ta cúng. Cúng ở đây cúng cho các vị vong linh, các vị thiên thần ở nơi này. Thì các sư sẽ được như thế, các sư được như thế kia. Thì đúng là chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, ủa sao lại? Đây là cái chùa. Cái vị chư thần, chư thiên ở trong đây. Mình xưa giờ không có bài cái cúng này. Bây giờ mình, nếu mà mình gật đầu cúng, thì vô tình có phải là mình bài đặt một cái chuyện cho nó gây thêm phiền tối không? Đây là một việc, việc thứ nhất, việc thứ hai nữa. Ở trong chùa mà cái sư không cúng được nữa thì ai mà cúng? Cái sư mà không tưởng nhớ được các vị chư thần chư thiên nữa thì ai mà tưởng nhớ? Đến cái vị âm binh Atula ngạ quỷ trong này nó, thí dụ như vậy thì ai mà giá trị? Thì mình cười mà nó không à, vậy thì cũng cảm ơn. Nhưng thì mình chỉ biết nghe nó như vậy thôi. Thì chúng tôi cũng muốn xác định rõ, tức là có những lúc ấy, ngoại trừ chư tăng thôi, chứ thầy bà này nọ, chúng ta đừng có cái sự sợ hãi quá rồi người ta cúng vẽ vời cái này cái kia. Chúng ta có được những cái vũ khí, những cái pháp đối trị, mà đây là những cái lời giảng của chư tăng đã tuyên thuật lại, đó là lời dạy của Phật. Quý vị nhớ như vậy đó. Dạ. Thì chúng ta được yên ổn. Nếu chúng ta yếu một cái là chúng ta bị dao động ngay. Họ nói với chúng ta sợ, mà chúng ta đó là chúng ta tự tha quá thì cũng đâu có được. À. Vì vậy cho nên đây chính là một điều mà chúng ta nên cẩn trọng. Ở trong mọi việc cũng vậy. Đành đằng đúng là tùy cái cơ tánh của mỗi người, nhưng cơ tánh của mỗi người đó, nó họ thuộc về cái cơ tánh, nó thuộc về cái niềm tin, hay nó thuộc về lý tánh của tất cả. Thì cái đó nó là một việc rất là khác. Và làm cái gì làm, chúng ta cũng nhớ, nó không có xuyên qua được cái phước báo của nhân quả nghiệp. Và chính chúng ta có phước, nhưng như là một giọt nước cạn ly, đối với cái sự che chở, đối với cái sự tựa nương, chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ bây giờ chúng ta không có một cái gì hết, chúng ta không có làm phước, chúng ta không có chia phước, chúng ta không có hồi hướng phước, rồi chúng ta không có tạo công đức gì hết, chúng ta chỉ nói không, hay chúng ta cứ suy nghĩ không, mà chúng ta không có thực hiện, thì chắc chắn rằng không có một quay lực, không có một cái tác động nào hết. Cái điều đó là thật như vậy. Hay người ta chỉ làm, người ta chỉ nói suông, thì đó cũng là một điều không như ý của mình được. Thì xin xác định rõ là đây là chính là cái sự vận dụng mà như lời Thượng Tọa đã, Hòa Thượng đã hỏi, nó sẽ được cái sự thuận duyên, nó được cái sự như ý của mình, là tùy theo cái cơ duyên, cơ tánh của mỗi người, và cũng tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Người ta nói rằng có một số người cầu nguyện được chứng, thì cầu nguyện thế nào được chứng đó, cái đó là họ vốn có phước, và như là một giọt nước tràn ly, như là một lực tác động. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, chứ bây giờ mình không có phước mà mình cầu cái tá lá lung tung hết trơn. Bây giờ mình bắt đầu mình đứng trước bàn Phật, mình đứng trước bàn thiên, rồi mình cầu coi như là từ mình cho tới cha mẹ quyến thuộc mình quá giảng được siêu thoát rồi,
ông bà của mình, con cháu của mình, người thân anh em của mình mà mình không có cúng dường bố thí đến tăng một chút xíu nào trơn thì cái chuyện nó không bao giờ có thu đến cái người quá giảng. Và cũng mình không có biết niệm tưởng, mình không có biết tu tập gì hết, rồi đến khi mà mình cầu mình khẩn, nó đến quay lực của chư thiên, quay lực của quý đức của Phật bảo, quý đức của Pháp bảo, quý đức của Tăng bảo, hay là mình tới lúc mình cần cái mình đem cái bài kinh ra cái mình đọc 3-4 câu 3-4 lần đó, rồi cái nghĩ là nó được à, thì chuyện này nó khó xảy ra lắm, nó rất là khó tác động. Nó như là một cái Phật gì cũng vậy, điều chúng ta làm do cái thói quen đó, nó thành một cái thường cận đó, nó thành một cái thường cận mà nó tự động đó. Thì khi mà chúng ta cầu, khi chúng ta làm hay bất cứ cái lý do gì thì nó cũng đều có sự hỗ tương, đều cũng có sự tương ưng và hỗ tương cho ta được như ý muốn được. Dạ, thì cái bạch hòa thượng là con xin xác định rõ là cái tinh thần như vậy. Nếu có điều gì mà thấy cần bổ túc thì cô cương thỉnh ngài. Nam mô Phật Thầy á. Sa thuộc kính trường thư tập tuyệt quyền. Chí Tôn Đức và thư quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp lời của chư Tôn Đức. Xin được tiếp theo lời quý nói thêm một số điều liên quan đến ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc vào lời kệ của Đức Phật đã dạy đó, thì ngài đã là vị giải thoát chân chính, giải thoát hoàn toàn. Ý đó là cái tâm tư của ngài đó không còn có phiền não, không còn có sợ hãi nữa, thì ngài hoàn toàn là không có sợ hãi, hốt hoảng. Nhưng mà thưa quý vị, đối với chúng ta là phàm nhân đó, thì sợ hãi đó là một cái là một trong những trạng thái mà rất là khó tránh khỏi. Có những người sợ quỷ thần, sợ vô hình, có những người sợ tai nạn, có những người sợ bệnh tật. Chứ tôi biết rằng có những người đi khám bệnh mà nghe là rất có thể là có cái triệu chứng ung thư mà đang làm biopsy để thử nghiệm lần chót đó, thì quý vị, những người này đã sợ lắm rồi, đã kinh hoàng lắm rồi. Chúng ta có 100.000 nỗi sợ hãi khác nhau trong cuộc sống này. Và trước nhất thì trong cái nhìn của người Phật tử đó, thì thưa quý vị, chúng ta hiểu đó là cái bản chất của đời sống. Hãy con người mà còn mong cầu sự hiện hữu thì còn có nghĩa là chúng ta còn tham sân quý tử. Mà còn tham sân quý tử rồi là chúng ta còn bị dao động. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng ham muốn sân lo âu, ta muốn sanh sầu muộn. Chúng ta ham muốn điều gì, mong mỏi điều gì, thì thưa quý vị, ở đó nó đều có một cái hệ lụy đi kèm. Đó là chúng ta sợ hãi sự mất mát, chúng ta sợ hãi đối với những đe dọa. Nên khi trong cuộc sống hàng ngày đó, là chúng ta nên có 3 thứ tu tập. Và 3 thứ tu tập này đó, nó tạo cho chúng ta được cái khả năng tương đối
Chúng tôi nói khả năng tương đối, dùng chữ tương đối ở đây đó là bởi vì không thể nào một người phàm nhân mà chưa đoạn tận phiền não mà tuyệt đối là diệt trừ hết sự sợ hãi. Nhưng mà cái khả năng tương đối mà chúng ta có được ở đây đó, nó đến từ sự tu tập. Những đầu tiên thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng niệm tưởng sự chết đó, nó giảm thiểu cho chúng ta rất nhiều những cái sợ hãi trong đời sống. Bởi vì với nhiều người chết là một điều rất là khủng khiếp, chết là một điều rất là đáng sợ. Nhưng một khi mà chúng ta đã có cái khả năng trực diện đối đầu với sự chết rồi đó, thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều những cái lo lắng, những cái sợ sệt đối với tất cả mọi thứ. Trong một sự mất mát rất lớn, nếu trong cuộc đời này đó mà có một cái thực tế để cho chúng ta được một cái hùng tâm, thì thưa quý vị, cái thực tế đó chính là cái khả năng đối diện với sự chết. Điều thứ hai mà giúp chúng ta rất nhiều đó là trong nhiều bài kinh, nhất là những bài kinh mà chúng ta đã học trong cái phẩm Cô Sa Lá, cái phẩm Kiều Tát La. Ở trong đó Đức Phật Ngài đã dạy cho vua Pasenadi, một người sống mà có hành trang mang theo trong đời sau là thiện nghiệp đó, thì người đó có phần nào có sự an tâm. Nếu trong cuộc sống này đó mà chúng ta thường tạo những nghiệp lành, tạo phước sự, và những cái phước hạnh này đó đáng nhớ, đáng nghĩ tới, thì thưa quý vị, thật sự giúp cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều, nhiều lắm. Chúng tôi có thấy ở một điểm này là thời gian mà chúng tôi ở Miến Điện và Thái Lan, đặc biệt là những năm dài ở Thái Lan, thì có nhiều người mà chúng tôi được biết họ không có giàu có, không có uy quyền, nhưng mà họ thường tu bắt quan trai, họ thường để bác cúng dường đến chư tăng và thường tham gia các phước sự. Chúng tôi có tìm thấy ở họ sự bình an thanh thản trong lòng, nó giống như một người sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, bởi vì đã có hành trang tốt, hành trang đầy đủ. Một thứ hành trang mà họ cảm thấy rằng họ yên tâm do cuộc hành trình xa. Và dĩ nhiên thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, ngoài những hành trình như vậy đó, chúng ta còn nói đến là nếu cái đức tin là một cái thế mạnh của những người này đó, thì như lời của Chư Tăng giảng nãy giờ, chúng ta có cái khả năng để vận dụng cái quy lực của Phật, của Pháp, của Tăng trong đời sống của mình. Và cái quy lực đó làm cho chúng ta vững lòng. Tuy nhiên, còn có một thứ khác mà ít khi chúng ta nghĩ rằng thật sự giúp cho chúng ta rất nhiều để đối phó với sợ hãi, đó là sự quân tu chánh niệm. Sự quân tu chánh niệm này nó đến từ cái khả năng là ghi nhận và bất phản ứng
nó là một trong những cái kỹ năng mà một người tu thiền đó, khi đối diện với bất cứ cái gì xảy ra, dù là tâm phóng dật, dù là một tiếng động vang lên, hay hoặc giả là có cái gì đó bất ngờ xảy ra, người tu tập chánh niệm phải có khả năng ghi nhận là âm thanh xảy ra và trở về lại với hơi thở. Cái khả năng ghi nhận mà không có phản ứng đó là một trong những cái kỹ năng rất là hiếm hoi tìm thấy được. Chúng ta thường dễ dàng bị dao động, và dao động dẫn đến manh động. Chúng ta thường dễ dàng dao động, dễ dàng bị động, và từ bị động dẫn đến phản ứng. Bị động và phản ứng nó là một cái trạng thái hoàn toàn đối lập với chánh niệm. Người mà hiểu giá trị của chánh niệm đó là hiểu được cái giá trị của khả năng lẳng lặng mà nhìn. Lẳng lặng nhìn, không đi xa hơn, không phản ứng. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngày xưa trong binh pháp đó, người ta đã có nói đến một cái thủ thuật, một cái chiến thuật gọi là điều hổ ly sơn. Điều hổ ly sơn là làm sao cho con cọp nó ra khỏi cái ranh phận, mà chỗ ranh phận đó là nơi mà nó biết rõ, nơi là nó thế mạnh, tức là căn cứ địa của nó. Con hổ thì nó có cái khu riêng của nó, mình rất quen thuộc đi lại. Nhưng mà điều hổ ly sơn là làm sao cho nó ra khỏi cái khu vực đó thì nó lại yếu đi. Cũng tương tự như là Đức Phật dạy, khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta sống trong cái bản địa của mình. Chúng ta sống với hơi thở, sống với chánh niệm. Và trong cái bản địa của mình đó, thì chúng ta vững lòng, chúng ta quen thuộc, và chúng ta có khả năng để xử lý mọi việc rất thích hợp. Thậm chí Đức Phật Ngài còn đưa ra một thí dụ là có một loài chim ưng, nó chuyên môn săn bắt rắn rít và những con chim nhỏ. Con chim ưng này nó hay bắt những chim cút, và những con chim cút này thì nếu nó ra ngoài đồng trống nó hoàn toàn thất thế. Nhưng mà nếu con chim cút này nó biết lợi dụng cái địa hình là những luống cài, và khi chim ưng xà xuống thì nó ẩn mình trong những luống cài đó, thì chim ưng không bắt được nó, mà có thể chim ưng bị bỡ tìm chết được. Thì tận dụng được cái địa hình thích hợp để mà chim ưng không bắt mình, đó là một cái khéo của chánh niệm. Chúng ta không có khả năng dời non lấp biển, chúng ta cũng không có khả năng quy cả một cái lực lượng to lớn để áp đảo kẻ thù. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta có khả năng để trở về với hơi thở, và lấy hơi thở làm bản địa, lấy hơi thở làm căn cứ, lấy hơi thở là cái nơi trụ tâm, để chúng ta dùng cái chữ mà người Trung Hoa họ xài, mà chúng ta ít xài, gọi là điều kinh. Điều kinh tức là khả năng giảm thiểu cái sự lo sợ, giảm thiểu cái sự lo, giảm thiểu sự hốt hoảng. Thật ra cái người mà không có tu thiền thì rất khó tin về điểm này. Nhưng một người tập chánh niệm một thời gian rồi đó, thì sẽ dễ dàng nhận ra được rằng chánh niệm thay đổi cái thói quen của chúng ta nhiều lắm. Một trong những thói quen đó là không phải gặp chuyện gì cũng bát nháo, không phải gặp chuyện gì cũng phản ứng, không phải gặp chuyện gì cũng sốc nổi, mà nhìn một cách chậm rãi, nhìn một cách nhẹ nhàng, nhìn với thái độ ghi nhận. Đó là cái lợi lạc rất lớn cho đời sống của chúng ta. Thứ gì, Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta những cái phương cách để đối trị. Con nhà lông không giống
con nhà tông không giống lông giống cách nữa. Tuy rằng chúng ta chưa đạt đến cái chỗ viên mãn giác ngộ như là Đức Thế Tôn và các bậc thánh đệ tử Phật, nhưng mà với cái khả năng tu tập niệm, hoặc giả là với khả năng luôn luôn tự nhắc rằng mình có tạo thiện nghiệp, mình có hành trang, hoặc giả là chúng ta luôn luôn niệm tưởng sự chết, niệm tưởng sự vô thường, chấp nhận cái thực tế, thì chúng ta có được trang bị ít nhiều những cái tư cụ, những cái vũ khí, những cái pháp phòng thân mà giúp cho tâm tư của chúng ta tương đối là nhẹ nhàng hơn. Và mặc dù hết giờ rồi, chúng tôi muốn kết thúc bài học ngày hôm nay với một điều là cái phản ứng dao động trước sợ hãi đó, thật ra nó là một ở trong những thói quen của tâm lý. Quý Phật tử có khi nào mà ở Mỹ thì chúng tôi ít gặp, nhưng mà ở Việt Nam, ở miền quê đó, họ có những người gọi là họ hay bị liệu. Bị liệu là người ta nói cái điều gì thì họ lặp lại, và họ phản ứng. Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà họ làm riết rồi trở thành thói quen, và họ rất là dễ dàng bị dao động. Dao động là một thói quen, lo sợ cũng là một thói quen. Chúng ta nên sống bằng cái hùng tâm, tráng trí, sống bằng sức mạnh của nội lực, sống đương đầu với nội lực. Nếu chúng ta đương đầu với nguy hiểm lâu ngày mình quen đó, và đương đầu một cách bình tĩnh, không có sợ hãi đó, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Dĩ nhiên là nó không thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đọc những cái hồi ký của những người lính mà họ gửi vào trong rừng, họ được gửi ra mặt trận. Ban đầu thì sợ chứ không phải không sợ. Giống như những sinh viên y khoa mà ban đầu mà mổ xẻ xác chết cũng sợ chứ không phải không sợ. Mà làm lâu thì nó quen, nó không sợ. Và có những nỗi sợ khác mà chúng ta gọi là sợ chiều cao chẳng hạn. Những cái phobia ở trong đời sống, chúng ta sợ con này, sợ con kia. Nếu mà chúng ta dám một lần, hai lần, ba lần đứng lên đối diện với sợ hãi, và cứ nói thẳng với chính mình là cứ thử coi có chết ai không, bây giờ chúng ta không có sợ họ nữa. Ở ngoài đời này thưa quý vị, có rất nhiều người họ hay dùng một cái thủ thuật gọi là rung cây nhắc khỉ. Rung cây nhắc khỉ là họ đe dọa, họ làm cái gì cũng sợ hãi hết. Chúng tôi nhớ là ngày xưa cộng đồng Việt Nam qua bên Mỹ đó, người ta nói rằng người Việt Nam tin cảnh sát thì ít, mà tin vào xã hội đen thì nhiều. Có nhiều khi còn phải bỏ tiền để được bảo kê. Nhưng mà dần dần những thế hệ trẻ sau này nó không làm cái đó. Nó không sợ. Tôi làm ăn mắc mới, tôi phải đóng tiền cho dân xã hội đen. Và rất nhiều người Mỹ, họ đã sống, họ vượt qua những sợ hãi đó. Khi mình không sợ hãi, người ta không đe dọa được mình. Ở trong cộng đồng người Việt ở đây cũng vậy thưa quý vị. Có những người họ chuyên môn khủng bố cắn người khác. Mình muốn yên thân đừng bao giờ làm gì hết, còn mình có làm có lên tiếng là họ chửi bới, họ bị làm đủ. Nhưng mà mình không sợ họ thì thôi, không là, nhưng mà mình sợ họ, họ tiếp tục khủng bố cắn mình. Chúng ta phải sống bằng hùng tâm tráng chiến. Chúng ta không sống bằng co đồ rút cổ, sống như con rùa. Chúng ta không sống như vậy, mà chúng ta sống mạnh dạn. Có mạnh dạn thì chúng ta quen. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy, cái chìa khóa rất là quan trọng mà trong cái tầm tay chúng ta có thể có được là chánh niệm. Chánh niệm là khả năng ghi nhận những gì xảy ra bất chợt và trở về với hơi thở. Điều đó rất là quan trọng, rất quan trọng trong cuộc sống này. Chúng tôi xin được có vài điều để tiếp theo lời của Chư Tôn Đức, và bây giờ xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Trà Đa Ma. Kính chương Chư Tăng đã vào Rung để chia sẻ. Đến lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, con Nguyên Xuân, thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết bài học hôm nay với những lời pháp bổ ích cho chúng con trên đường tu tập. Và xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hung tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho phần hoàn hành lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.